Chào cả nhà nha. Hôm nay mình nhận được iPhone 15 Pro Max loại cao cái cao cái memory ha, để mình chụp hình quay phim rồi ha. Đó, anh xã tặng mình Valentine, hôm nay mình mới nhận. Thì là nó nói là nếu mà giá tiền của nó thì 1.500 thành 1.600 ha. Thành 1.600 cái điện thoại này. Và cái tiền mà nó update á, lên á, là cái điện thoại này là $35. Rồi cái tiền gửi shipping tới là $19. Rồi nó cộng thêm tiền thuế của nước Mỹ, nước Mỹ là $96. Rồi cộng thêm tiền thuế của California là cái gì vậy trời, đủ thứ gì trời. Cái local nó $54. Thành cái phone này thành 1.805 đồng luôn á. Rồi nó mua điện thoại của mình, mình có cái điện thoại 13 Pro Max, nó không hư không gì hết nha. Nó mua lại cái điện thoại của mình 800, cho nên mình phải trả thêm khoảng $1,000 nữa. Thì cái dây điện thoại năm nay á, thì nó làm cũng hơi khác nha các bạn. Cái dây của nó bằng vải, bằng tơ gì đó. Rồi hai cái đầu mà để mình chạc điện á, thì nó cũng là giống nhau, nó không khác. Còn cái điện thoại cũ đó, cái dây của nó bằng da. Rồi nó sẽ một đầu dẹp, một đầu tròn. Cho nên mình thấy là mỗi năm là Apple cứ tông tiếng cứ rang vậy, là bắt buộc mình bị hư cái gì là mình phải mua nấy. Rồi ngay cả cái đồ để cover điện thoại mình muốn mua mình cũng phải mua lại chứ không. Thì cái máy mới này nó nhẹ hơn cái máy cũ, và nó không có cái không có đựng cái sim, nó không có cái cây để mình gỡ cái sim ra, bỏ sim mới vào gì hết, nó không có gì hết. Đó, ngày xưa cái phone cũ của mình á là nó hơi nặng tí xíu ha. Và nó cũng vẫn làm nha, phone mới bây giờ nó vẫn làm platinum ha, nó cũng làm, nhưng mà nhìn nó nhẹ. Phone cũ thì nó hơi bự tí xíu, còn phone mới bây giờ 15 thì là nó hơi nhỏ tí xíu. Và đó, cái này là cái hộp của phone cũ này, nó có cái cây để mình lấy cái sim ra ha. Còn cái phone mới bây giờ đó, ngay có tờ giấy để mình coi, để mình xài á, cái điện thoại như thế nào cũng không có dày dặn giống như ngày xưa.